Ok, đây chính là chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra. Cuối cùng thì mình đã có đây để mà trên tay với cả anh em một trong những chiếc smartphone cao cấp nhất của Samsung. Giờ chưa mở bán chính thức nhưng mà anh em đã có thể là đặt trước, hoặc là anh em có thể là đến trải nghiệm trực tiếp tại những cái đại lý chính hãng của Samsung, ví dụ như là Sam Center chẳng hạn. Ok, đây chính là chiếc Ultra đầu tiên mà mình cảm thấy muốn dùng nhất. Một chiếc flagship thực sự và có rất nhiều những sự khác biệt so với cả S22 và S22 Plus. Anh em cứ để ý những chiếc S21 Ultra hay là S21 Ultra 2 năm trở lại để mà xem. Chúng là bị kiểu là hơi cố với để mà tạo ra một cảm giác cao cấp và xịn hơn so với cả phiên bản thường và phiên bản Plus. Cụm camera cứ bị làm to ra quá khổ, là mất đi tính cân đối, hay là những trải nghiệm khác thì cũng không khác biệt quá nhiều. Nên là bình thường nếu như mà anh em có đi hỏi mình ấy, thì mình sẽ khuyên là mua phiên bản thường và mua phiên bản Plus thôi cho nó cân đối. Nhưng mà năm nay S22 Ultra thực sự có nhiều trải nghiệm thú vị và sự phân cấp rõ ràng hẳn so với cả hai phiên bản còn lại. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cả thiết kế nhé, bởi vì đây là một cái điểm ăn tiền nhất trên chiếc máy này. Về cơ bản thì cái khuôn dáng của nó mang từ S20 Ultra lên, nó chỉ thay đổi về thiết kế của cụm camera. Cá nhân mình thì mình vẫn cực kỳ thích nó và mình thấy rằng là đó mới là Samsung. Vẻ đẹp cao cấp của sự bóng bẩy doanh nhân mà Samsung luôn hướng tới từ thời Note 5. Năm ngoái thì S21 Ultra nó không mang lại cho mình một cảm giác này. Nó hơi bầu, đúng kiểu là S-Series. Còn chiếc máy này nó phẳng, nó gọn gàng, dễ cầm nắm, hướng về trải nghiệm của người dùng hơn là một chiếc máy chỉ nhìn cho nó giống Ultra. Về cơ bản thì mình thấy rằng là năm nay cái từ Ultra nó thiết thực hơn so với cả năm ngoái. Hai cạnh trên của máy vắt phẳng, hai cạnh bên thì bo tròn ngọt lịm, sờ vào không hề thấy cấn dù chỉ là một chút. Mức bo thì đúng chuẩn là dòng Note rồi, độ bo gập xuống vào luôn thay vì cong từ từ nhẹ nhẹ như là S-Series. Nói chung là nó rất là giống so với cả Note 20 Ultra từ kích thước cho đến chiếc bút S Pen ở dưới đây. Riêng cụm camera thì ở năm nay, Samsung lại chơi theo kiểu truyền thống giống kiểu là một camera ngày xưa ấy. Chỉ khác là bây giờ chúng ta sẽ có 5 ống kính dập thẳng xuống khung máy. Thành thực mà nói thì mình không ấn tượng lắm với cả cái kiểu này. Mình không khen và mình cũng không chê nhá. Nhưng mà nếu mà so với cái cụm camera lồi lên của cái phiên bản S21 Ultra năm ngoái thì mình thích cái kiểu này hơn. Nhìn nó cân đối hơn và nó cũng không làm nặng cái phần trên của máy, và khi mà anh em cầm nắm thì nó sẽ thoải mái và nó cân đối hơn rất là nhiều. Đó là một cái trải nghiệm người dùng mà mình mong muốn ở một chiếc flagship thực sự. Còn về chất lượng camera thì thành thật mà nói thì mình cũng chưa trải nghiệm đủ sâu, nhưng mà dựa trên những bức hình ban đầu thì mình thấy rằng là nó rất là ấn tượng. Ví dụ như cái chậu cây này nhá, thì ảnh trên S22 Ultra nó xóa phông ngọt hơn trên iPhone 13 Pro Max. Có thể anh em sẽ bảo rằng là năm nay cái cụm camera này nó cùng cảm biến, cùng thông số so với cả năm ngoái thì lấy đâu ra mà hơn so với cái iPhone 13 Pro Max, đúng không? Nhưng mà năm nay cái sự khác biệt ở đây đó chính là con chip Snapdragon 8 Gen 1. Và khi mà nói đến con chip thì chúng ta sẽ không chỉ nói về hiệu năng của nó mà nó còn tác động đến cái khả năng chụp ảnh, cái sự tối ưu của phần cứng xung quanh nó nữa. Và thực sự rằng là khi mà so sánh với cả iPhone 13 Pro Max trong nhiều trường hợp thì cái mức độ xóa phông ấy mình cảm thấy ấn tượng hơn và nó mềm mại hơn. Và cái khác biệt mà mình cảm thấy dễ nhận thấy nhất ấy, đó chính là cái khả năng quay video. Ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp như thế mà nó cũng không bị nhảy nét. Đây là điều mà những phiên bản Exynos bình thường hay gặp phải. Tuy nhiên thì năm nay nó dùng con chip là Snapdragon 8 Gen 1 nên là cái khả năng quay video nó tốt hơn, nó không bị nhảy nét loạn lên như là ngày xưa nữa. Tiếp theo, mình rất là ngạc nhiên về cây bút năm nay. Thân bút được làm made nên là khi mà cầm nắm nó sẽ thoải mái và thân thiện hơn rất là nhiều. Và cải tiến lớn nhất ở đây đó chính là về độ trễ. Nó giảm xuống từ 9 ms trên Note 20 Ultra xuống chỉ còn là 2.8 ms mà thôi. Nó, mình viết nó, vẽ nó rất là tin tay, và cái chữ của mình ấy, mình chỉ viết nhỏ thôi mà mình viết đến đâu nó đi đến đấy. Và cái trải nghiệm nó rất là sướng. Cộng thêm với cả cái âm thanh mà nó phát ra, nó giả lập cái tiếng sột soạt của bút giấy thật ấy. Thì năm nay đúng là một sự nhảy vọt với cái trải nghiệm viết vẽ của cái bút S Pen này. Có thể là các bạn không thích dùng S Pen đâu, nhưng mà do nó nhạy quá mà nên có thể là các bạn sẽ suy nghĩ kiểu khác đối với cả cái dòng bút S Pen năm nay đấy. Nó vẫn không giống với cả cái cảm giác viết vẽ ở trên giấy đâu nhá, nhưng mà nó tạo nên cái sự khác biệt cho dòng S22 Ultra trong năm nay. Còn về chất lượng màn hình thì đúng là không thể chê vào đâu được. Độ phân giải Quad HD cộng, tần số quét 120Hz LTPO và nó có thể hạ xuống mức 1Hz. Còn S22 và S22 Plus nó chỉ giảm xuống được 48Hz mà thôi. Khi mà đặt cạnh iPhone 13 Pro Max thì rõ ràng là nhìn cái màn của S22 Ultra trông nó thích mắt hơn. Phần lớn là nhờ độ tương phản và độ sáng của chiếc máy này nó sẽ nhỉnh hơn so với cả iPhone 13 Pro Max. Và riêng xét về khoảng độ sáng thì nó lên đến là 1750 nits. Ban đầu thì mình đã nghĩ rằng là chắc đây chỉ là độ sáng khủng bố thôi, chứ còn trong nhà thì đâu đó vào khoảng là 700 cho đến 800 nits. Nhưng mà ngay cả khi mà mình để trong nhà, mình để độ sáng tối đa, nó vẫn sáng hơn cả cái chiếc iPhone 13 Pro Max. Mà chiếc iPhone 13 Pro Max ở mức cơ bản thì nó sẽ sáng được vào khoảng là 1000 nits. Thì đâu đó
ở trong nhà thì SI2 Ultra nó sẽ đâu đó vào khoảng là 1100 nits cho đến 1200 nits. Và nếu như mà anh em tắt cái chế độ Adaptive Mode đi và bật cái Extra Brightness lên ấy, thì nó sẽ sáng đến chói mắt luôn. Ra ngoài trời thì nó sẽ còn sáng hơn nữa cơ. Không qua khi nói rằng là đây là một chiếc màn hình tốt nhất trên thế giới hiện nay. Camera selfie thì nó nhỏ trên, có độ phân giải là 40 megapixel, còn hai phiên bản kia chỉ có độ phân giải là 10 megapixel mà thôi. Vân tay siêu âm dưới màn hình giờ nó nhanh không khác gì cái cảm biến điện rung ngày xưa luôn. Để hờ là mở khóa. Còn về hiệu năng thì ở năm nay cái phiên bản base nó sẽ hơi khác một chút, đó chính là anh em sẽ chỉ có là 8GB RAM và 128GB bộ nhớ mà thôi, thay vì là 12GB RAM và 128GB bộ nhớ như năm ngoái. Bản nâng cấp hơn thì anh em sẽ có là 12GB RAM và 256GB bộ nhớ. Cái sự khác biệt giữa 8GB RAM và 12GB RAM thì mình nghĩ rằng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến những trải nghiệm về mặt hiệu năng đâu. Chính xác là gần như nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Mà cái sự khác biệt ở đây đó chính là về giá. Năm nay Samsung giữ một cái mức giá nguyên so với cả năm ngoái là 1199 đô cho phiên bản SI Ultra này. Nhưng mà cấu hình lại giảm xuống, RAM giảm xuống từ 12 xuống còn 8 thì cũng là một cách để mà Samsung tăng giá. Giá giữ nguyên nhưng mà cấu hình giảm xuống thì cũng là một cách để mà tăng giá. Và nếu như mà anh em để ý thì cái cách làm này nó gần như là tương tự với cả Apple làm cái iPhone. Chỉ khác là Apple nâng cấu hình lên một chút nhưng mà mức giá lại tăng lên cả quãng. Cũng xem lẫn nhau mà thôi, Samsung thì làm khéo hơn. Còn về hiệu năng của con chip Snapdragon 8 Gen 1 này ấy, thì mình chưa trải nghiệm đủ sâu. Nhưng mà mình thấy rằng nó sẽ có sự tối ưu hơn so với cả Exynos ở thời điểm hiện nay. Anh em chơi game cứ chê nó nóng này kia, nhưng mà thử hỏi là Samsung mang Exynos vào đây thì anh em lại chê tiếp cho mà coi. Nên là thôi, Snapdragon Gen 1 là ngon rồi. Quan trọng là những trải nghiệm khác từ camera, hệ điều hành, pin nó cũng sẽ được hưởng lợi từ con chip này. Nhắc đến pin thì năm nay Samsung tiếp tục sử dụng viên pin có dung lượng 5000 mAh và cung cấp sạc nhanh 45W, kháng nước IP68 và sạc không dây. Tất cả những tính năng cao cấp thì anh em đều cần ở chiếc máy này. Ok, đó chính là những trải nghiệm ban đầu của mình về chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra này. Anh em nghĩ sao về chiếc máy này? Năm nay, chiếc máy này đáng mua hơn so với cả Plus và phiên bản thường và đáng mua hơn so với cả Ultra năm ngoái. Đó là trải nghiệm của mình, anh em nghĩ sao? Và cho những anh em mà thắc mắc rằng là tại sao cái video này không được up trên kênh Airphone, thì mình cũng xin bật mí với anh em rằng là kênh Airphone sẽ quay trở lại trong thời gian tới. Anh em hãy cùng đón chờ nhé. Ok, hy vọng rằng là anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.